có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đức Chúa Trời vẫn còn theo dõi, và Đức Chúa Trời muốn chúng ta cũng là yêu những kẻ hư mất như chính Ngài đã yêu chúng ta vậy. Cảm ơn Chúa. Dạ, một lần nữa cảm ơn Đức Chúa Trời. Giờ này chúng con sẽ đến với lời của Đức Chúa Trời. Đây là đỉnh điểm cao nhất của trong sự thờ phượng và tấm lòng biết lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Chúng con đang sẵn sàng để đón lấy lời của Đức Chúa Trời ban phát cho phụ nữ chị em chúng con trong buổi tối nay. Ấy là cô Trần Kim Ly, dạ, ở giáo hạt Giô-sê, sẽ là người có tâm tình của lời Chúa để chia sẻ ra lại cho chị em phụ nữ chúng ta trong buổi tối nay. Dạ, kính mời cô Kim Ly ạ. Xin trân trọng kính chào các quý đầy tớ Chúa trong ban điều hành tổng hội và các quý đầy tớ Chúa trong ban điều hành phụ nữ, cùng toàn thể các chị em trong tình yêu mến của Cứu Chúa Giêsu Christ. Tôi xin được tự giới thiệu một chút về bản thân mình. Tôi tên là Trần Kim Ly, là tín hữu của giáo hạt Giô-suê. Trưởng giáo hạt là mục sư Nguyễn Văn Trầm, hiện là mục sư quản nhiệm của Thánh Giô-suê cai lạy Tiền Giang. Trưởng ban phụ nữ giáo hạt Giô-suê là mục sư Nguyễn Thị Tuyết, quản nhiệm hội Thánh Giô-suê Hòn Đất và Giô-suê tại Phú Quốc, Kiên Giang. Hiện nay thì tôi đang sinh hoạt tại điểm nhóm Giô-suê Tân Bình, số 94 Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mục sư Lê Thị Lan Anh làm quản nhiệm tại hội thánh này. Cảm ơn Chúa và cảm ơn ban điều hành phụ nữ tổng hội đã cho phép tôi được có cơ hội để cùng học lời Chúa với các chị em phụ nữ trong buổi tối ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban ơn sức dầu trên mỗi người chúng ta để chúng ta cùng học lời Chúa và tấn tới trong sự thông biết Chúa của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước khi học lời Chúa, tôi xin được phép cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có cơ hội để cùng nhau học hỏi lời của Chúa trong buổi tối hôm nay tại phòng Zoom này. Chúng con nhóm nhau lại để thờ phượng Ngài. Xin Chúa ban ơn trên hết thảy mọi người trong chúng con, sức dầu trên chúng con và cho chúng con được mở lòng mở trí, có trí thông sáng để học biết lời của Chúa. Xin Đức Thánh Linh Ngài vừa giúp chúng con và cho chúng con hiểu biết được những sự nhiệm màu của lẽ thật Ngài, và chúng con được lớn lên, được đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Thì giờ đây chúng con xin giao phó cho Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa các anh chị em, thưa các chị em ở trong phòng Zoom cũng như trong tất cả các máy ở xem ở trên Facebook, kính thưa tất cả mọi các tín hữu, các quý tôi tớ Chúa, trong tất cả những tin xấu mà mọi người có thể nhận ngày hôm nay thì không có một cái tin nào đáng sợ bằng tin ai đó bị nhiễm COVID-19. Sẽ không đáng sợ là mấy khi chúng ta nghe rằng gạo đã hết ở trong thùng, tiền đã hết ở trong ví, thức ăn đã hết ở trong tủ lạnh, rồi việc làm cũng đã mất. Nhưng không sao, chúng ta tự nhủ trong lòng rằng rồi sẽ hết giãn cách, rồi chúng ta sẽ đi làm trở lại, chúng ta sẽ lại kiếm được tiền. Tất cả điều nào cũng đều đáng lo lắng cả. Nhưng trong thời điểm này, không có một cái tin nào đáng sợ hơn là chúng ta bị nhiễm virus corona. Có những khi chúng ta nghe tin không phải là mình bị nhiễm, mà là người thân của mình, người mình yêu thương bị nhiễm, thì chúng ta đã thấy nó khủng khiếp rồi. Nhưng mà đáng khủng khiếp hơn nữa là khi chúng ta nhận được cái tin chính mình là người bị nhiễm COVID. Và những lúc đó chúng ta nghe hai cái chữ nhiễm COVID, nếu nó ở mức độ nhẹ thì cũng là nhiễm, mà nếu không qua khỏi thì cũng là nhiễm. Cả hai đều nghiêm trọng như nhau, vì ai bị nhiễm cũng bị sợ chết, cũng sợ chết hết á. Và trong tất cả những cái thảm họa có thể xảy đến với loài người ngày hôm nay, tôi cho rằng bệnh COVID là một bệnh đáng sợ nhất, là một điều đáng sợ nhất. Quý vị suy nghĩ thử xem, cuộc sống con người mình nó mong manh lắm. Chúng ta thấy một người khỏe mạnh như vậy đó, có thể khiêng được cái gì đó nặng gấp đôi cơ thể của mình. Chúng ta cũng có thể làm những việc rất là phi thường,
Nhưng mà chỉ cần một con virus, một con nhỏ xíu thôi, nó bám vào phổi của chúng ta thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ làm cho chúng ta không thở được và có thể dẫn đến tử vong. Có một câu chuyện được viết ở tại ngọn núi Aconcagua ở tại Mexico. Người ta thường tổ chức khi leo núi ở đây bằng cách là leo núi bằng cột dây á, rồi cột cái đai quanh cái lưng của mình á. Có một người đàn ông thích mạo hiểm, thích leo núi, chinh phục những ngọn núi. Ông không có nghe lời dân địa phương. Họ nói rằng đừng có leo núi này vào ban đêm, vì ở đây thời tiết ban ngày thì rất là nóng, nhưng ban đêm thì rất là lạnh, có thể là bị chết cóng luôn. Nhưng mà người đàn ông này muốn bứt phá khỏi điều đó, nên ông cứ quyết định leo núi vào ban đêm. Màn đêm buông xuống, lúc bấy giờ sao trời không có, trăng cũng không có, bóng tối bao trùm, đèn thì đã hết pin, ông không thể nào tiếp tục leo lên hay là leo xuống nữa. Và ông cứ đứng chơ vơ giữa những cái vách đá như vậy. Ông đứng yên ở đó thì ông nghĩ rằng mình đứng đây thì mình sẽ chết cóng. Ông vô cùng sợ hãi. Ông thử lần thứ nhất, ông đá chân cho mình tuốt xuống từ từ coi là độ cao còn bao nhiêu. Ông hất người va vào cành cây này rồi va đến cành cây khác. Một hồi lâu ông sợ quá hết dám tụt xuống rồi. Ông nghĩ rằng nếu mà ông tụt xuống nữa một chút nữa cái dây này hết thì ông sẽ rớt xuống mà ông chết. Và ông bắt đầu cầu nguyện, lạy Đức Chúa Trời, xin Chúa cứu con trong giờ phút này. Mạng sống của con đang treo lơ lửng trên những sợi dây mà thôi. Con không biết khi nào chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra. Con chịu đựng cơn lạnh này đến tột cùng rồi Chúa ơi. Xin Ngài giúp cho con xuống mặt đất để con có thể đi về. Có một tiếng nói vang lên trong tâm linh của ông giữa đêm tối rằng ta sẽ cứu con hãy cắt sợi dây đó đi. Sau khi ông nghe tiếng kêu, tiếng phán á, kêu mình cắt sợi dây đi á, thì ông ngưng cầu nguyện, ông im, ông không cầu nguyện nữa. Ông cứ đứng ở đó chịu lạnh cống da cho đến sáng. Khi mà bình minh vừa ló dạng á, thì quý vị biết sao không? Ông phát hiện mình chỉ còn cách mặt đất chưa đầy 1 mét. Có té cũng không bao giờ chết được. Vậy mà ông không dám cắt sợi dây đó. Hậu quả của cuộc leo núi của ông sau đó là ông bị bệnh, bị viêm phổi nặng, bị vì nhiễm lạnh. Và khi ở trong bóng tối, ông sợ quá, ông không đủ đức tin để ông cắt sợi dây. Nhưng ngược lại, nếu như ông đủ đức tin thì đức tin của ông sẽ giúp ông thoát khỏi bóng tối và xuống được đến đất an toàn. Thưa các chị em, lắm lúc chúng ta cũng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng trong bóng tối của bệnh tật, giống như cái người leo núi này. Một người bị bệnh là bước vào một bóng tối rất là kinh khủng. Ai đã từng đi chạy chữa bệnh tật thì sẽ hiểu tôi đang nói gì. Trong bóng tối đó, người thân vẫn ở bên cạnh mình, vẫn chăm sóc cho mình đó, nhưng không ai chịu nổi cái sợ hãi của bóng tối riêng của mình đâu. Trong bóng tối ấy, lắm khi chúng ta không đủ đức tin để tin cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời. Có một người đàn bà tuyệt vọng trong bóng đêm của bệnh tật, nhưng bà đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình bằng cách đặt đức tin nơi Chúa hết lòng. Từ đó cuộc đời của bà đã đổi sang một trang mới, và bà đã được Chúa chữa lành bệnh tật cho bà. Bà được sống lại một cuộc sống lần thứ hai chỉ bằng lời phán của Chúa Giêsu: hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Buổi tối hôm nay tôi xin được học Kinh Thánh cùng với các chị em đề tài Đức tin con đã cứu con. Đức tin con đã cứu con. Xin mời các chị em chúng ta tra xem Kinh Thánh ở trong Mác đoạn 5 từ câu 25 đến câu 34. Mác đoạn 5 từ câu 25 đến câu 34. Tôi xin được đọc lời Chúa tại đây. Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu, bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài. Vì người nói rằng, nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng, ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng,
Thầy thấy đám đông lớn ép thầy, thầy còn hỏi rằng ai rờ đến ta. Ngài nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Chúng ta thấy qua phân đoạn Kinh Thánh này nói về câu chuyện của một người đàn bà mà bà này không có nêu tên. Bà bị mất huyết 12 năm. Bà không thể gặp Chúa một cách trực tiếp. Bà lén lút rờ vào trúng áo, là cái rìa bên ngoài của vạt áo Chúa từ đằng sau. Bà là một người mà theo như xã hội thời đó đó, chỉ cần một người phụ nữ bình thường thôi, chưa cần bị bệnh gì đâu. Chỉ cần đang trong thời kỳ kinh nguyệt thôi thì người phụ nữ đó sẽ không được vào trong nhà hội, tuyệt đối không bao giờ được vào trong đền thờ. Bất cứ điều gì mà người phụ nữ đó chạm vào là người khác không được chạm. Người phụ nữ đó ngồi ở đâu thì không ai được ngồi vào chỗ đó. Sau 7 ngày khi hết kinh nguyệt thì người phụ nữ đó mới có thể là gọi là được sạch để tạm bước vào những nơi thánh của người Do Thái. Cho nên người đàn bà này không bao giờ dám xuất hiện trước mặt mọi người, vì bà không bao giờ dừng kinh nguyệt được. Bà là một người bị bệnh mất huyết 12 năm, 12 năm trường. Bà không còn sinh lực, không còn sức sống, không còn tiền bạc. Bà đi chạy chữa đằng này đằng kia, đến nỗi hết tiền bạc, nghèo khổ, không có chồng con. Các sử gia họ nói rằng bà không thể có con. Khỏi nói chúng ta cũng biết là bà không thể có con rồi. Bà cũng không thể lấy chồng, vì theo như luật pháp Do Thái, người nào mà lấy bà sẽ bị ô uế, người đó sẽ không được đi nhà thờ, người đó sẽ không được vào nơi công chúng. Ai dám lấy bà? Cho nên bà không có gia đình. Cái bệnh của bà, có những bản dịch khác trong Kinh Thánh họ dịch là những đòn roi. Nói về cơ thể của bà, cái bệnh mất huyết, tôi xin lỗi, để nói hơi chi tiết một chút, những ai là phụ nữ sẽ hiểu, chỉ cần một thời gian ngắn của giai đoạn mất huyết thôi, thì sẽ hiểu rằng trong những ngày đó, chúng ta không có tinh thần, chúng ta không có sức lực, chúng ta không được bình tĩnh, dễ xúc động, chúng ta bị đau đớn, chúng ta không thể nào làm được những việc nặng, việc lớn. Vậy mà bà từ ngày này qua ngày khác. Quý vị thử nghĩ xem, cái chữ được dùng cho bệnh này như là mỗi ngày đều có ai cầm roi đánh bà vậy. Từng cơn đau, cứ ngày này qua ngày nọ trong suốt 12 năm. Bà không những chạy chữa chỗ này chỗ kia mà Kinh Thánh nói rằng bà khổ sở vì những ông thầy thuốc. Người ta nói có bệnh thì lạy tứ phương, ai chỉ bà làm cái gì thì bà làm cái đó. Ngày xưa ở trong Kinh Talmud của người Do Thái ghi lại là trong đó có, trong cái thời đó có 11 cách chữa bệnh cho người bị mất huyết, bao gồm những điều rất là lạ lùng, mê tín dị đoan. Các chị em trong đó có lấy các loại cây cỏ gì đó đó đem chích cho trên đầu. Trong đó đó có những lúc người có những lúc thì người ta lấy cái phân của con lừa làm thành cái bông tai và đắp lên cái lỗ tai để đeo. Rồi trong đó đó có những lúc người ta để bà đứng vào trong vòng tròn đó, rồi người ta vừa đi xung quanh vừa ném vào bà những cái thứ gì đó có thể ném được đó. Vừa đi vừa nói là hết bệnh đi, hết bệnh đi. Tôi cũng không biết là bà đã trải qua cái phương pháp nào, nhưng ở đây câu 26 nói rằng bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Bà chẳng những khổ sở về thân thể, khổ sở về y khoa, bà còn khổ sở về đời sống xã hội. Mỗi lần bà đi đến đâu á, quý vị nghĩ coi người ta biết bà bệnh không? Ngày hôm nay thì khó biết á, nhưng mà ngày xưa chắc chắn phải biết. Bà không hề có một sự tự tin nào, vì bà không thể qua nhà hàng xóm để ngồi. Bà buộc phải xa lánh tất cả mọi người, không ai dám đến gần bà. Chính vì thế, dẫn đến tâm trạng của bà làm sao? Cô đơn, sầu não và ưu phiền. Về tôn giáo thì sách Lê Vi Ký, người Do Thái đã nói rõ là bà không bao giờ được bước vào những nơi thờ phượng hết. Bà có nhu cầu thờ lạy Đức Chúa Trời lắm chứ, phải không? Đi ra ngoài đường mà thờ, ở đây không có hoan nghênh người không sạch sẽ. Còn về tài chánh thì sao? Quý vị biết không, tôi đã từng chứng kiến cảnh người ta bán hết nhà cửa ruộng vườn để chữa bệnh cho họ,
mà cuối cùng là họ vẫn chết. Người đàn bà này có thể nghèo khổ, bà kiếm được bao nhiêu tiền thì bà lại đi nuôi thầy thuốc hết. Quý vị thấy rõ ràng đây là một con người tuyệt vọng, không còn một cái gì trên đời này nữa, phải không? Thật vậy, bà đã đi đến đường cùng rồi. Ngày hôm nay, quý vị có nan đề gì để gặp Chúa không? Chúng ta có nan đề gì để đi tìm gặp Chúa không? Có ai đi đến đường cùng như người đàn bà này không? Tất cả chúng ta đều có chung một nan đề. Chúng ta đều bị bệnh mất huyết. Mất huyết chỗ nào? Mất huyết đó là mỗi ngày chúng ta mất một chút. Chúng ta sống thêm một ngày là chúng ta mất một ngày. Chúng ta tiến gần thêm một ngày nữa đến sự chết. Như vậy quý vị có vấn đề không? Khi nào mình nói mình không có vấn đề thì mình mới thật sự là người có vấn đề. Trong Thi Thiên thứ 90, câu 9 câu 10 có chép rằng: bởi cơn giận Chúa các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Cho dù chúng ta có cẩn thận đến mức nào, cho dù chúng ta có cố gắng đến đâu để xây dựng một đời sống tốt, cho dù chúng ta có nỗ lực rất nhiều để được mạnh khỏe, được giàu có, được sung sướng, được bao bọc bởi những gia đình, người thân xung quanh yêu thương, nhưng không sớm thì muộn, Phaolô ông nói rằng không kiếp thì chày, sẽ có một điều gì đó nó phá hủy tất cả những gì mà chúng ta đã từng xây dựng. Trong Roma đoạn 8 câu 22, vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và phải chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật mà thôi, mà chính chúng ta là những kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở ở trong lòng. Đang khi chúng ta chờ đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể của chúng ta vậy. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 22 chép rằng, ông Phaolô ông nói, dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Các môn đồ phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Thì con cái Chúa là chúng ta ngày hôm nay cũng phải trải qua biết bao nhiêu nỗi khó khăn, nỗi đau khổ cho tới ngày vào được nước của Chúa. Sự hoạn nạn không nhất thiết chỉ là vấn đề thân xác đâu các chị em. Bệnh tật thân xác chưa hẳn là hoạn nạn. Không thôi đâu, trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 8 đến câu 9, chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, tài chánh, hôn nhân, gia đình, sức khỏe, sự nghiệp, con cái, đủ mọi bề đều gặp hoạn nạn. Hoạn nạn không hoạn nạn đau khổ thân thể đôi khi nó chỉ là một phần, nhưng mà hoạn nạn đôi khi nó cũng là còn là tinh thần, là tâm linh, là cảm xúc. Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua, Covid-19 đã đem những người cha người mẹ ra đi trước mắt 1.500 đứa con của mình. Đứa con gái nhỏ nó ngây thơ, nó nói rằng chừng nào mẹ về. Nó thấy mẹ nó đi, được người ta đưa đi, nó hỏi là chừng nào mẹ về. Có những người phụ nữ khóe mắt hằn sâu, khô khóc. Họ đã đổ quá nhiều giọt lệ đến mức không thể nào khóc được nữa. Đau về tinh thần còn ghê gớm hơn đau là về thân xác nữa quý vị ơi. Vậy chúng ta phải làm sao? Phải chạy đến với Chúa. Hãy kêu cầu Chúa. Hãy nhìn xem Chúa. Ê-sai đoạn 45 câu 22 chép rằng: hỡi các ngươi, hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Có nghĩa là ở mọi phương trời, hãy nhìn xem Chúa và được cứu, vì Ngài là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác ngoài Ngài. Chúa kêu gọi những người đang có nan đề. Ai là những người đang có nan đề? Thì Chúa kêu gọi rằng hãy đến với Ngài. Không có ai ngoài Chúa có thể cứu chúng ta đâu. Nói một cách rất là đơn giản thôi, chỉ có đấng ban sự sống mới có thể làm cho cuộc đời của chúng ta sống lại mà thôi. Trong câu 34, đức tin con đã cứu con. Vậy người đàn bà này có đức tin như thế nào mà lại cứu được bà? Bà đã làm được điều gì? Có ba điều chúng ta học hỏi ở bà sau đây. Điều thứ nhất, trong đoạn 5 câu 27, người
đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài. Người đàn bà này xuất hiện khi nào? Bà xuất hiện ở một thời điểm rất là đặc biệt. Nếu quý vị đọc lại đoạn 4 của sách Mác á, thì những người chứng kiến Chúa Giêsu ra lệnh cho bão tố yên lặng trên biển. Và họ chứng kiến Chúa đuổi cả một quân đội quỷ cho người bị quỷ ám ở bãi Tha Ma. Họ đã kể lại những phép lạ Chúa Giêsu đã làm cho dân chúng trong thành nghe. Và cho nên người ta bắt đầu đồn danh Ngài ra. Chính vì cái đó mà người đàn bà này không đi tìm thầy thuốc nữa. Bà quyết định đi tìm Chúa Giêsu vì bà đã từng được nghe những gì Chúa Giêsu đã làm. Bà nghe và bà quyết định đi tìm Chúa. Roma đoạn 10 câu 17 chép rằng: như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe. Nói một cách khác, người ta chưa từng được nghe thì người ta có tin không? Các chị em, đoạn 10 câu 13 chép rằng: vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lẽ nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng: bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nếu quý vị và tôi không nói ra, không rao ra những ơn lành mà Chúa đã làm cho mình, thì làm sao người khác có cơ hội để được cứu? Chúng ta đi làm lành mà chúng ta không rao giảng lời Chúa, chúng ta không nói về Chúa, thì người ta cũng không có cơ hội để được cứu. Nếu những người thấy Chúa Giêsu chặn đứng cơn bão, nếu những người thấy Chúa Giêsu đuổi quỷ mà họ không đồn ra, thì làm sao người đàn bà này biết tới mà tìm Chúa? Cho nên cái việc mà một người kinh nghiệm Chúa, đi kể lại về Chúa, đi nói về Chúa, về sự chữa lành của Chúa, nó thiêng liêng vô cùng, nó quý báu vô cùng, và nó là một hành động rất quan trọng và ý nghĩa cho cuộc đời của những người chưa biết Chúa. Cho nên trong thời gian vừa qua, tổng hội của chúng ta ra sức làm lành. Đây là một cái việc làm rất là ý nghĩa, rất là quan trọng cho hết thảy những cái người chưa biết về Chúa. Họ nghe tin đồn về Chúa và họ sẽ tin nhận Ngài. Điều thứ hai, bà vượt qua được bản thân. Người đàn bà này đang mang một mặc cảm là: tôi không hề xứng đáng với bất kỳ một người nào. Hễ mà tôi đụng vào ai thì người đó sẽ bị ô uế. Tôi biết đấng này là đấng thánh, mà giờ tôi chạm vào đấng đó thì tôi sẽ làm cho đấng đó trở nên ô uế. Nếu lỡ mà những người ở chung quanh đám đông này á, họ thấy tôi, họ nhận ra tôi rồi á, họ la lên: bà này là ô uế, bà này là ô uế, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi chẳng đã đủ nhục bao nhiêu năm nay, bây giờ còn bị nhục trước công chúng nữa. Cho nên bà có cái mặc cảm, cái tự ti của bản thân chứ tại sao không. Nhưng bà vẫn vượt qua được cái mặc cảm đó, vượt qua được cái bản thân đó, vượt qua được cái sự tự ti đó. Người đàn bà này cũng có một điều để sợ, là bà sợ khi rờ vào Chúa Giêsu á, có thể Ngài sẽ quay lại và mắng mặt và mắng bà rằng: tại sao ngươi là một người đàn bà ô uế mà dám rờ đến ta? Thưa quý vị, không có một tội nhân nào mà không thể đến với Chúa. Cho dù người đó đã từng lầm lỡ thế nào, nếu mà có một Chúa Giêsu á, hay quở phạt như vậy, hay bắt lỗi như vậy, thì tại sao lại có bao nhiêu tỷ người trên thế giới này có chết cũng quyết theo Chúa, không bao giờ chối bỏ Ngài? Ngược lại, Chúa Giêsu của chúng ta là một đấng yêu thương, đấng có lòng cứu giúp, đấng chữa lành, đấng nhân từ giàu lòng thương xót. Chúa dừng lại hỏi: ai đã rờ áo ta? Cho dù chúng ta có ra sao, chúng ta mà có lòng tìm kiếm Chúa, thì Ngài luôn luôn đón nhận. Chúng ta có tội lỗi thế nào đi nữa thì Ngài luôn luôn đón nhận. Chúng ta hãy mạnh dạn chạy đến với Chúa. Đừng mặc cảm, đừng tự ti. Có nhiều khi chúng ta mặc cảm là: Chúa ơi, con tội lỗi quá, con xấu, con nghèo, con bệnh tật, con quá bụa, con ít học, con không biết làm gì, con không dám đến với Chúa. Chúng ta hãy xem Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 27-28 nói gì: nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian
để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có. Nên các chị em chúng ta hãy mạnh dạn lên trong Chúa. Nhờ sức toàn năng của Ngài, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Điều thứ ba mà bà đã làm được, đó là bà vượt qua đám đông và nỗi sợ hãi. Điều thứ nhất là bà được nghe về Chúa. Điều thứ hai, bà vượt qua bản thân. Điều thứ ba là bà vượt qua được đám đông. Ở trong sách Luca đoạn 8 thì cũng có nói về cái câu chuyện này. Câu 42 chép rằng khi Đức Chúa Giêsu đang đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. Tứ phía là mấy phía ha các chị? Là bốn phía. Và câu 19 nói rằng mẹ và anh em Đức Chúa Giêsu đến tìm Ngài, xong vì người ta đông lắm nên không đến gần Ngài được. Cho nên cái buổi sáng hôm đó, khi Chúa Giêsu bị bao vây trước mặt, sau lưng, phía sau, phía bên trái, bên phải, không phải là Chúa ngồi rồi ở đằng trước giảng rồi trước mặt có mấy người ngồi đây nghe đâu các chị, mà tất cả bao vây vòng Chúa gì nè, rất là nhiều vòng. Đoàn dân họ ngồi vòng vòng xung quanh Chúa đến nỗi mẹ và anh em của Chúa đó muốn gặp Chúa Giêsu mà cũng không gặp được. Như vậy quý vị nghĩ rằng người đàn bà này đi tới gặp Chúa dễ hay là khó? Dễ hay là khó? Vô cùng khó khăn. Còn có rất nhiều trở ngại bởi đám đông. Một người bình thường á, mà đã chen lấn vô đám đông là chuyện khó rồi. Mà bà này bà còn bị bệnh nữa. Bị bệnh mất huyết nữa. Tôi biết chắc chắn rằng bà này rất khó khăn để đi từng bước. Bà bò qua chân người này, chen qua chân người kia. Bà không được khỏe mạnh như bao người mạnh khỏe khác để có thể chen lấn, để có thể hất người này ra, xô người kia té. Nhưng bà có một niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu. Bà quyết tâm bám lấy Chúa cho tới cuối cùng. Có rất nhiều lần bà gần như có thể rời được trôn áo của Chúa rồi, nhưng lại rời không trúng. Một ai đó đã đá bàn tay của bà ra. Hết lần này bà đi theo cho đến lần kia bà đi theo, và bà đã đạt được mục đích. Đó là lý do tại sao á, mà khi bà chạm được vào Chúa rồi á, thì Chúa biết ngay là bà vừa chạm vào. Kinh Thánh nói là tất cả những người vây chung quanh Chúa tứ phía, thì việc mà có người chạm vào Chúa là chuyện đương nhiên. Mà tại sao á, Chúa không để ý bất cứ một người nào khác, mà Chúa chỉ để ý đến một người đàn bà bệnh tật như bà? Đó chính là bà đã cố gắng chạm vào Ngài bằng đức tin của mình. Chẳng những bà cố gắng chạm bằng đức tin mà từ đầu đến cuối bà không hề bỏ cuộc. Bà quyết định đặt đức tin hoàn toàn nơi Chúa, quyết tâm bám theo Chúa và không chịu bỏ cuộc, không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta thường cầu nguyện với Chúa bao nhiêu lần? Một lần, hai lần, ba lần mà không thấy Chúa trả lời. Rồi năm lần, mười lần cũng không thấy Chúa trả lời. Nhiều khi chúng ta nản và chúng ta không cầu nguyện nữa, hoặc chúng ta không đủ đức tin để chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Chúng ta hãy kêu cầu Chúa cách hết lòng, hãy như người đàn bà này nè. Hết lần này đến lần khác không rờ được thì phải quyết tâm rờ đến Chúa, tìm cách bám Chúa đến cùng. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Jeremy đoạn 29 câu 13 chép rằng các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Quay lại với đám đông. Trên con đường theo Chúa, chúng ta luôn luôn thấy có một đám đông xung quanh Ngài. Trong đám đông này có những người thành thật, có những người giả hình, có những người hiếu kỳ, và cũng có những người tới đó để bắt lỗi Chúa Giêsu nữa. Đám đông đó rất là hỗn tạp. Trong cuộc sống của chúng ta, xung quanh cũng có rất là nhiều đám đông giống như vậy. Và chúng ta rất ngây thơ và sai lầm khi thấy Chúa Giêsu trong đám đông rồi đi tìm người trung gian nhờ cậy, chứ không tìm gặp chính Ngài. Người đàn bà này á, bà tìm gặp chính Chúa. Kinh Thánh không nói người đàn bà này khều khều các môn đồ nói: làm ơn cho tôi gặp Chúa Giêsu, ông làm ơn cho tôi gặp Chúa Giêsu. Kinh Thánh không nói như vậy. Mà Kinh Thánh nói trong câu 28,
Vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Bà tự nhủ như vậy và bà quyết tâm rờ đến áo Chúa. Bà không khều ông tín đồ nào trong gần nhà để nói là ông đi nhà thờ rồi cầu nguyện Chúa chữa bệnh giùm tôi. Nhưng mà bà muốn gặp trực tiếp Chúa, trực tiếp rờ đến ngài. Thưa các chị em, đức tin của chúng ta phải gặp trực tiếp Chúa, phải gặp chính mình Chúa, chúng ta phải gặp Chúa. Chúng ta phải gặp gỡ Chúa một cách cá nhân. Chúng ta phải nhận được ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng ta phải nhận được sự sống đời đời. Nhận được kinh nghiệm bước đi trong quyền năng của Chúa Thánh Linh, không từ một người nào khác mà chính từ Đức Chúa Trời, chính từ Đức Thánh Linh ngài ban cho chúng ta. Cho dù chúng ta có yếu đuối như thế nào và cho dù hiểu biết của chúng ta thấp kém, điều quan trọng nhất là chúng ta phải trực tiếp gặp Chúa, giống như người đàn bà này. Như vậy tôi xin nhắc lại ba điều mà tôi học được ở người đàn bà này. Thứ nhất là bà được nghe về Chúa. Thứ hai là bà vượt qua được những trở ngại của bản thân. Và thứ ba là bà vượt qua được đám đông. Do đó, đức tin của bà đã cứu bà. Thưa các chị em, tại sao Đức Chúa Giêsu biết rằng năng lực đã ra từ mình rồi, Chúa còn quay lại giữa đám đông mà hỏi rằng ai đã rờ áo ta? Có phải Chúa muốn một người đàn bà muốn được yên thân, muốn tránh né mọi người phải bị đem ra chịu tội giữa công chúng không? Câu trả lời là không. Chúa không có muốn cái người đàn bà này bị đem ra và bêu xấu trước dân chúng. Thế thì tại sao? Có ba điều chúng ta học được ở đây từ hành động của Chúa Giêsu. Thứ nhất là Chúa muốn cho chúng ta biết rằng Chúa quan tâm đến chúng ta, Chúa yêu thương chúng ta. Cho dù chúng ta chỉ đến với Chúa bằng một hành động nhỏ nhất, bằng việc giúp đỡ một chị em nào đó 100.000 hay là 50.000, âm thầm nhất, không ai biết, nhưng Chúa biết đến, Chúa biết hết. Ngài biết rõ từng chi tiết trong con người chúng ta, trong suy nghĩ chúng ta, trong hành động chúng ta. Hay nói cách khác, lời cầu nguyện của chúng ta Chúa đều nghe hết, Chúa biết hết. Và Ngài biết mỗi nhu cầu của đời sống chúng ta, và Ngài nhậm lời cầu xin của chúng ta đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm. Điều thứ hai chúng ta học được rằng người đàn bà này chỉ rờ trong áo Chúa Giêsu mà được lành bệnh. Nếu Chúa Giêsu không kéo bà ra, Chúa không hề nói gì hết, thì có phải là bà về nhà bà nói tôi hết bệnh là nhờ đụng vào vạt áo của Chúa Giêsu không? Rồi từ đó trở đi đó là người ta bắt đầu bán áo mà có làm phép, đã có những cái vòng được làm phép, những mặt dây chuyền được làm phép, những hình tượng được làm phép để bán ra ngày hôm nay nè, treo ở trên xe hơi, đeo ở trên cổ. Thiếu gì người tin Chúa như vậy? Rất là nhiều người tin Chúa như vậy. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu phải kéo người đàn bà này ra, cho mọi người biết hoàn cảnh của bà là như thế này nè. Ta nói cho con biết, đức tin con đã chữa lành con. Đức tin của con đã chữa lành con. Và ngày hôm nay đức tin của chúng ta đã chữa lành chúng ta. Chứ không phải là vì một cái phương pháp đặc biệt dị đoan buông thần bán thánh nào hết. Chúa đã nhìn thấy đức tin của chúng ta và Chúa chữa lành cho chúng ta. Và điều thứ ba nữa là khi Chúa kéo người đàn bà này ra, Chúa chẳng những chữa bệnh cho bà về thuộc thể, Chúa cũng muốn cho bà được chữa lành toàn diện. Chúa muốn tuyên bố trước những người Do Thái rằng người đàn bà này được quyền vào nhà thờ thờ phượng Chúa vì bà hết bệnh rồi. Người đàn bà này được quyền hòa nhập vào xã hội vì bà đã hết bệnh rồi. Chúa muốn tái tạo bà trở thành một con người hoàn hảo như thuở ban đầu. Và Chúa muốn tái tạo chúng ta được hoàn hảo như thuở ban đầu. Chúa yêu thương những người phụ nữ. Và Chúa đã đem đến nhiều cơ hội cho phụ nữ hầu việc Chúa được sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Người đàn bà này được sống bình thường như bao nhiêu người khác. Chúa không muốn người đàn bà sống trong một trạng thái mặc cảm. Chúa muốn ban cho bà một phần thưởng. Bao nhiêu năm tháng qua, chưa có ai yêu, chưa có ai thương, chưa có ai tôn trọng bà hết. Nhưng từ nay trở đi, bà có thể ngẩng mặt lên nói với mọi người rằng tôi là người đã từng được Chúa Giêsu chạm và cứu một cách trực tiếp.
đó là một niềm an ủi tinh thần, một niềm vinh hạnh lớn lao cho bà. Ngày hôm nay chúng ta cũng ngẩng mặt lên với mọi người và nói rằng tôi đã tin được Chúa Giêsu cứu tôi ra khỏi tội lỗi. Và ngày nay tôi được làm con của Chúa. Ngày nay tôi đã được sạch tội rồi. Chúa muốn con cái Chúa phải quy vinh hiển cho Ngài. Sau khi tôi được chữa bệnh, tôi được cứu rỗi, tôi im luôn, thì danh Chúa làm sao được đồn ra? Có biết bao nhiêu người cũng đang sống trong hoàn cảnh giống như người đàn bà này. Nếu họ được nghe bà kể những gì xảy ra với mình, thì họ cũng có thể, họ cũng sẽ được giải thoát khỏi hoàn cảnh của họ, giống như bà. Lời Chúa trong Thi Thiên thứ 116, câu 12 đến câu 14 chép rằng: tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Ước mong rằng chúng ta sẽ báo đáp Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng ta, bằng những việc làm, bằng những lời đồn ra, lời đồn danh Ngài ra, rằng tôi đã được cứu bằng chính đức tin của mình. Ước mong hết thảy chúng ta là những người đã được Chúa chữa lành bệnh rồi, được rờ đụng vào Chúa rồi, được kinh nghiệm quyền năng của Chúa chữa lành rồi, những phép lạ mà Ngài đã làm trên đời sống của chúng ta rồi, thì chúng ta hãy rao ra những ơn phước của Chúa và làm vinh hiển danh Ngài ở trên đất này. Amen. Xin cảm ơn hết thảy các anh chị, các chị em. Dạ. À, đến tâm tình và chia sẻ cho đặc biệt chị em phụ nữ chúng ta buổi tối nay, à, chúng ta cũng đã từng ở trong tình trạng cũng như là người đàn bà bị bệnh mất huyết 12 năm này, nhưng mà bà có một điều là bà quyết định và tin quyết rằng bà chạy đến Chúa Giêsu thì bà được Chúa Giêsu giải phóng bà ra khỏi bệnh tật, đồng thời còn làm cho bà lành mạnh nữa. À, ngày hôm nay chúng ta cũng có nhiều khi chúng ta cũng là những người đã biết từng biết Chúa Giêsu rồi, đã trải nghiệm, từng trải và kinh nghiệm, nhưng mà có những lúc chúng ta cũng chưa có cái sự hiểu về Chúa Giêsu nhiều. Hôm bữa tối nay cảm ơn Chúa, chúng ta nghe về lời của Chúa trong buổi sáng nay, buổi tối nay chúng ta cũng lấy kinh nghiệm và chúng ta đừng mặc cảm tự ti, quyết định cũng phải chạy đến Chúa Giêsu để tìm sự thương xót của Ngài, Ngài chữa lành giải cứu chúng ta. Và cũng đừng để cho đám đông, tức là tiếng nói bên ngoài của thế gian này ngăn trở cho chúng ta bằng mọi cách để mà chúng ta không đủ đức tin. Nhưng chúng ta bữa tối nay chúng ta quyết định chúng ta phải trở lại với đức tin, tin quyết chạy đến Chúa Giêsu, thì không có việc gì quá khó cho Chúa đâu. À, trong Thi Thiên Chúa có dạy chúng ta rằng: lạy Chúa, xin hãy dạy cho con biết đếm các ngày con. Đây là cơ hội cho chúng ta quay trở lại để chúng ta trở thành những người nữ mạnh mẽ, là những người sẽ làm chứng lại cho Chúa trong thời kỳ này. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Kim Ly.